Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy ăn thành phát Tân Uyên nha mọi người. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn ha. Ad này, Ad 155 này, Ad 150 này. Ad 155 thì có bản 2022 này. Rồi GTR này, Raider size Kia Sonic. Các bạn nào mình xem á, mình muốn mua thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại mình để trực tiếp trên màn hình á. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Thủy sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn nha. Mời em ạ. Xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã click vào cái clip của mình. Thì mình là Thủy, nhân viên tư vấn cửa hàng xe máy An Thành Phát Tân Uyên nhé. Hôm nay mình sẽ cập nhật cái giá xe ở tháng 1 tại cửa hàng xe máy An Thành Phát cho mọi người nhé. Thì đầu tiên là dòng xe M150, hiện tại bên cửa hàng mình có giá chỉ từ 42 triệu thôi mọi người nhé. Hiện tại cửa hàng mình có đầy đủ các phiên bản màu zin và rất nhiều màu 3D ạ. Đối với dòng xe này thì bên mình hỗ trợ bạn chỉ cần trả trước từ 4 đến 5 triệu. Thủ tục thì rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân là có thể lên hồ sơ rồi mọi người nhé. Kèm theo là có hộ khẩu hay là bằng lái. Mọi người muốn tư vấn về thủ tục mà hồ sơ để mua xe góp thì mọi người nhắn tin qua Zalo hoặc là fanpage giúp mình để mình tư vấn cụ thể hơn cho mọi người ạ. Rồi, con Ad 150 phiên bản giới hạn này, hiện tại thì có màu xanh này, màu xám bạc này, xám bạc cam. Màu xanh ngọc có luôn hả? Vâng ạ, hiện tại bên cửa hàng em có đầy đủ 4 màu zin của M155 phiên bản giới hạn. 50 chứ? M150 phiên bản giới hạn. Đối với phiên bản M150 giới hạn này thì giá là 42 triệu 500 thôi anh nhé. 42 triệu 500? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Trả trước bao nhiêu không? Đối với dòng xe này bên em hỗ trợ mình chỉ cần trả trước từ 4 đến 5 triệu thôi ạ. 4 đến 5 triệu thôi hả? Dạ vâng ạ. Rồi, qua con M155 mà bạn... M155 phiên bản giới hạn mới ra, hiện tại bên cửa hàng em là đối với phiên bản tiêu chuẩn anh nhé, là bên em có giá chỉ từ 44 triệu thôi ạ. Bản 2022 nè mọi người. Dạ vâng đúng ạ, phiên bản khóa tiêu chuẩn mới ra bên em ạ. Màu vàng hiện tại thì có đầy đủ màu luôn, màu vàng, màu đỏ có đủ nha mọi người. Con này là vẫn 42 à? Dạ, dòng xe này là 44 ạ. 44, trả trước bao nhiêu? Đối với dòng xe này bên em hỗ trợ mình chỉ cần trả trước từ 2 triệu thôi anh nhé. 2 triệu. Vâng đúng rồi ạ. Rồi, màu xanh em. Đối với màu xanh GB phiên bản mới kinh bên em thì có giá chỉ từ 42 triệu thôi ạ. 42 triệu. Hiện tại bên em có đầy đủ các màu zin anh nhá. Ví dụ như là màu xanh GB, màu vàng chanh, màu đen cam, màu đỏ bóng, đỏ nhám, màu đen ạ. Bên em có đầy đủ các màu ạ. Rồi, các bạn nào mình muốn mua những dòng nào thì mình chịu khó, mình cứ kết bạn nhắn tin qua Zalo của Thủy á, Thủy hỗ trợ cho. Tại vì ở đây là mình quay đại diện một số mẫu đó mọi người, không có dựng chung được tại vì xe nó quá nhiều đi. Bên em có rất nhiều màu zin đấy nhá mọi người, nếu mà muốn độ màu theo cái phong cách hay là cá tính của mọi người ấy, sở thích của mọi người thì mọi người nhắn tin qua Zalo giúp em nhé. Bên em có nhận độ màu rất là nhiều màu nữa. Rồi, bản cao cấp hả? Dạ vâng ạ. Đối với phiên bản cao cấp của dòng Exciter 155 bên cửa hàng em hiện tại có giá chỉ từ 44 triệu thôi anh nhé. 44. Rồi, 150 nữa này, màu đỏ nhám này. Đây là giá là 42 hả? Dạ vâng đúng rồi. Rồi, mình chuyển qua mẫu GTR đi em. GTR là dòng xe nhập ở bên cửa hàng em ạ. Hiện tại bên em có đầy đủ các màu zin của GTR như là màu đỏ bóng, màu đỏ đen, màu đen bạc và màu đen nhám. Màu đen bóng mọi người nhé. Thì ở đây có thêm hai màu sơn 3D. Đối với những màu sơn 3D thì mọi người chỉ cần cộng giúp em từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thôi ạ. Hiện tại thì màu sơn 3D thì mình thấy trong nhà cũng còn khá nhiều. Các bạn nào mua mẫu nào thì mình chịu khó mình liên hệ với qua Zalo của Thủy á. Đối với dòng xe này thì bên em hỗ trợ mình chỉ cần trả trước từ 5 triệu thôi anh nhé. 5 triệu. Giấy tờ thì thủ tục đơn giản. Rồi ok. Tiếp tục là xe Kia này mọi người. Xe Kia thì con này là xe Kia chính hãng này. Giá nhiêu em? Dạ, đối với dòng xe xe Kia chính hãng thì bên em có giá chỉ từ 47 triệu 500 thôi anh nhé. 47 triệu 500. Dạ vâng ạ. Còn nếu mà xe Kia nhập khẩu? Xe Kia nhập khẩu thì có giá là 49 triệu 500 ạ. 49 triệu 500, trả trước bao nhiêu em? Đối với dòng này thì bên em hỗ trợ mình chỉ cần trả trước từ 5 triệu thôi. Rồi, ok. Còn về Raider? Còn về Raider, đối với những màu zin thì bên em hiện tại có giá chỉ từ 45 triệu 500 thôi anh nhé. Còn màu BD thì mình chủ động cộng giúp em từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thôi ạ. Rồi, ok. Đó, màu rất là nhiều. Này, xe Kia nhập khẩu này. Quá thì trời trong luôn. Cả một dàn áo độ như thế này thì chắc chắn là mọi người cũng đã tìm ra được những cái màu xe yêu thích của mình đấy. Mọi người mà yêu thích màu xe nào muốn em tư vấn cụ thể thì mọi người nhấp vào số ở trên màn hình, gọi điện cho em hoặc là tư vấn nhắn tin qua Zalo thì em sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người ạ. Rồi tiếp tục là bên này là Raider.
Raider màu 2022 này. Dạ vâng đúng rồi. Mà màu sơn Raider 2022 thì bên em hỗ trợ là mình chỉ cần trả trước từ 2 triệu thôi anh nhé. Là giá bao nhiêu? Dòng xe này thì nó có giá là chênh so với các dòng xe cũ 1 triệu thôi ạ, là 50 triệu 500 anh nhé. Gì? Raider mà. Dạ vâng, nó có 3 màu sơn mới đấy ạ. À, Raider 50 triệu hả? 50 triệu 500 ạ. Là đối với những màu 2021 mọi người nhé. Rồi, về Sonic em. À, Sonic hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 49 triệu 500 thôi ạ. 19 triệu 500 à. Đó, 19 triệu 500 thôi. Còn màu sơn ở đây thì mọi người chỉ cần cầm giúp em từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu. Rồi, ok. Thì đó là mình vừa lướt qua lô S150, S155, MS King, Raider, Saikia và Sonic. Các bạn nào muốn mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình nhắn tin qua Zalo của em Thủy sẽ hỗ trợ giới thiệu cho mọi người ha. Các bạn nào cần Thủy báo giá những dòng nào mọi người có chịu khó comment bên dưới nha. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại.